Trên mỗi móc khóa có in số điện thoại đường dây nóng trực ban của các đồn biên phòng Hướng Lập, Hướng Phùng đóng quân trên địa bàn biên giới Việt Lào để người dân báo tin và tố giác tội phạm. Hoạt động này nhằm giúp các lực lượng biên phòng nhanh chóng tiếp cận được thông tin từ người dân qua đường dây nóng và có phương án kịp thời xử lý ngăn chặn, đảm bảo an ninh biên giới hiệu quả. Đây là lần đầu triển khai mô hình móc khóa an ninh, nhưng lực lượng biên phòng các đồn Hướng Lập, Hướng Phùng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trao tặng đến bà con các xã biên giới gần 3.000 móc khóa an ninh, trên 1.000 lá cờ Tổ quốc và nhiều dụng cụ phát quang, đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản. Số điện thoại của đồn mà gắn với cái khóa này tác dụng lớn là nhanh chóng, kịp thời báo tin cho đồn, cho trạm để giải quyết mọi sự việc xảy ra tại xã, thôn bản và hai bên biên giới. Cái việc mà các cái tin báo tố giác tội phạm cũng còn nhiều các cái bất cập, vì vậy đây là một cái hoạt động giúp cho bà con có thể trực tiếp gọi điện về cái đường dây nóng đó để thông báo các cái tin tức, các cái tình hình tố giác tội phạm, đồng thời là cùng với bộ đội biên phòng là đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả cao. Hoạt động tăng cường Tổ quốc, trao móc khóa an ninh của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thêm một lần nữa thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng, cổ vũ mọi người dân phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tích cực tham gia cùng bộ đội bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.